Ở tuổi 80, dù không còn làm được việc nặng, cụ bà Cao Thị Tại ở thôn Án Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn đi ra đi vô ngôi nhà đang xây của gia đình để trông coi và phụ việc vặt. Hơn 5 tháng trước, sau khi biết được gia đình mình nằm trong khu vực dự án cao tốc Bắc Nam đi qua, bà Tại đã ký kết hoàn thành các thủ tục giao đất để dự án nhanh chóng được thực hiện. Chịu khó một thời gian, năm nay bà Tại cùng gia đình sẽ được ăn Tết ở ngôi nhà mới khang trang, hiện đại ở khu tái định cư được chính quyền quy hoạch. Thì mình ở đây làm đó, xong chú nhân được đêm mua mình cũng ăn nhiệt. Cái nhà cũng được là khang trang, mình cũng có là ở để sợ chưa là đã ăn mua rồi. Cũng trốn rồi, những ngày con lại vui vẻ được cái nhà ở xuống xuống nữa đó. Chưa nhớ thử như thay hỏi mình là sống chơi là mình. Niềm vui của bà Tại cũng là sự mong chờ chung của 11 hộ dân tại thôn Án Sơn, những hộ cũng thuộc diện giải tỏa để nhận đất làm cao tốc Bắc Nam. Sau một thời gian cuộc sống xáo trộn vì chuyển nhà, xây nhà, họ sắp được sống trong những ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống. Huyện Quảng Ninh hiện cũng đang dẫn đầu về tiến độ xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc Nam đi qua tỉnh Quảng Bình, với 2 trong 3 khu tái định cư đã được bàn giao đất cho người dân xây nhà. Từ vào cuộc là vận động của là mặt trận chính quyền rồi là toàn thể nhân đồng tình thì chúng nó đều lên là chấp hành tốt và đã xây nhà, tức là hiện nay là đạt là 70% công trình. Thì nguyện vọng của nhân dân sẽ cố gắng chơi thuận lợi là để nhân tiến độ trong dịp Tết này là sẽ vào là coi được là ăn Tết nguyên đán được là vui vẻ và phấn khởi. Không lâu nữa, một nơi ở mới khang trang sạch sẽ sẽ hoàn thiện, bà con thôn Án Sơn sẽ được vui xuân ấm no sau bao cố gắng nỗ lực. Cao tốc Bắc Nam là dự án giao thông trọng điểm của đất nước, mang nhiều ý nghĩa về cả kinh tế lẫn năng lực quy hoạch xây dựng và tầm nhìn của Việt Nam. Những cung đường cao tốc xuyên núi, xuyên rừng, dọc bờ biển hay băng qua những vùng đất khô cằn của đất nước đang dần hiện ra, nối liền một dải Nam Bắc, nối cả niềm tin và khát vọng của người dân Việt Nam từ Bũi Cà Mau tới địa đầu phía Bắc Tổ quốc.